Hiện nay là phiên tối của ngày 23 tháng 4 năm 2023. Tối nay vườn lan Cường Thứ nhà em lại tiếp tục lên giả, xả giá châu Thái, giá rẻ giật mình luôn. Em ngoài ra cái hàng của nhà em sẽ hôm nay em sẽ bao ship toàn bộ mọi đơn hàng nhé. Địa chỉ vườn lan Cường Thứ là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Các bác mình đặt hàng có thể liên hệ qua số điện thoại 0981 550 768 giúp em. Em đầu tiên em có một cái giò nhạn đang hoa đây này. Giò này giò hàng nhạn Thái nhá. Hàng này hàng Thái này, trồng thuần rồi. Rất là nhiều hoa, chi chít hoa. Ngoài ra nhà em còn rất nhiều loại đang nụ đang hoa. Các bác của mình có thể kết nối Zalo, em chụp hình báo giá từng cây một nhá. Đấy. Ngoài châu nhà em sẽ có đen rô da da hoa nhiều màu này. Cát lê a một lá này, hồ điệp khủng long này, nhạn vip này, vân vân. Hàng em treo nhiều lắm ở dưới vườn này, em không quay hết được các bác nhé. Đấy. Hồ điệp đại tướng này linh tinh. Hàng nhà em về ngổn ngang đây. Ngổn ngang chỗ nào cũng châu ơi là châu. Hàng em đang phá vườn, em dọn vườn vẫn chưa xong rồi này. Các bác nhìn thấy chưa, vườn này ngả nhốn. Đây em có một ít cái mã châu Thái. Sau đây em sẽ lên em chia từng mã một. Giá gọi là rẻ ơi là rẻ luôn. Ngoài đã rẻ em lại còn bao ship nha các bác nhá. Đấy, hàng hàng hôm nay em bao ship nha các bác nhá. Em cho các bác xem hàng đi nhà em này. Đây. Sau đây em sẽ đi vào báo giá từng mã hàng một này. Cái châu Thái này thì nó có rất là nhiều màu. Em cho các bác xem qua một số màu hoa này. Đấy. Tím trắng lưỡi tím này, hồng gấm này, vàng này, xanh cốm này, bò sữa này, đỏ đốm này, cam nửa này. Trời ơi, đốm rồi nó nhiều màu lắm các bác ạ. Toàn những cái cây này, toàn những màu thực tế đã nở tại nhà em rồi nhá. Nói chung là trên mỗi một mã hàng, ví dụ 3 cây em sẽ cố gắng em chọn 3 màu khác nhau. 5-6 cây thì em chọn được 5 màu khác nhau cho các bác nhá. Cố gắng. Đấy, các bác nhìn nhá. Hoa đai châu Thái này thì nó nở chuẩn Tết luôn cho các bác chơi chết. Chơi Tết này. Và nó nở tầm độ khoảng 1 đến 2 tháng nó mới tàn. Nhưng mà các bác chú ý cho em, khi hoa nó nở thì các bác tránh tưới nước vào hoa nhá. Bông hoa nào mà các bác tưới nước vào hoa thì nó cũng sẽ chết thôi. Mình chỉ tưới nhẹ vào vào lá thôi. Cái thứ nhất, cái thứ hai là về các bác. Một là các bác những cái chậu này, hàng này, nhà hàng nhà em xả này. Các bác để như vậy, các bác ghép thì ghép này. Hoặc là các bác cắt cho em bớt cái rễ đi. Các bác đẩy ngâm ra nửa tiếng này. Đẩy cái cốc nhỏ này nó ra là các bác sẽ ghép ra gỗ. Hay ghép cái gì thì tùy các bác nhá. Hàng này hàng nhà em xả. Khi, và cái thứ nhất, cái thứ hai, khi mà nhà em đóng hàng thì nhà em sẽ cắt nước gửi đi. Thì khi các bác nhận hàng, cây nó sẽ hơi khéo. Nhưng các bác để ra ngoài cho nó nguội vài tiếng thì các bác phun nhẹ cho em một tí nước. Đến ngày hôm sau các bác mới pha cho em tí B1, B12 hoặc là dưỡng chất cây các bác tưới nhá. Thì cây nó cực kỳ ok luôn. Em đánh tiếp mã B, mã từ M23 trở đi. M23 gồm 4 con mít rụt, em để cho các bác giá 4 cây này 320.000 em bao ship này. Cây thứ nhất này, các bác ơi, các bác nhìn tay em nhá. Ngày nào em cũng quay xa này, quay gần để cho các bác xem này. Đấy, không là tránh tình trạng là về các bác bảo ơ mẹ a này, hai này, mít rụt nhá. Những cái hàng này thi thoảng lá nó sẽ bỏ lá chân hoặc nó bị một chấm chấm một chút chút nhá, không vấn đề gì nhá. Em bao hàng thối cho các bác. 3 này. Đấy, con lại đẹp. 4 này, con mày con màu vàng đẹp quá. M23 này, tiếp đến M24, 4 chậu 320.000 cũng bao ship tận giường cho các bác, mít rụt này. Một cây này, hai cây này, các bác mua cây này về rất ok. Như cây hàng Thái trồng ở Việt Nam ấy, thứ nhất là màu sắc nó không được chuẩn như hàng Thái xịn. Thứ hai là họ cho ăn phân thuốc nhiều, lá nó mọng nó mướt về, các bác cái hàng chỉ cứ thối hoặc lá nó teo đi thôi. Nhưng hàng nhà em này, cái cây này nó héo như này, về các bác tưới nó chỉ có hồi cái lá ra, nó nở căng cái lá ra thôi nhá. 3 này, 4 này, xịn chưa. Tiếp đến mã M25 cũng 4 chậu 290.000. Một cây này, mít nhá. Hai cây này lá xếp này. Tất cả đều có cuống hoa cũ hết rồi các bác nhá. Có cái nó còn, có cái nó rơi ra ngoài rồi, nhưng hàng này hàng
năm 6, năm 7 rồi của em rồi. Cho nên là rất là ok luôn. Mít chưa? Đấy. M25 này. M26 4 cây 320.000. Hàng này hàng lá xếp nhá. Một này 180.000 một chậu. Bây giờ em bán có 4 chậu có 320.000. Em lại còn bao ship nữa này. 2 này. 3 này. 4 này. Tiếp đến M27 là một đơn mít rụt hàng nhỏ xinh nhá. Cây thứ nhất này, hàng nhỏ xinh các bác nhìn bàn tay em nhá. 1 này. 2 này. Đây này bị lỗi một tí đây nhá. 3 này. 4 này. 5 này. Đấy. Và đây là một mã M28 5 chậu 290.000. Hàng này em xả đồng giá này. 1 này. Các bác nhìn nhá. Đấy. 2 này. 3 này. Cái này nó hơi bị lỗi một tí đây nhá. Nói chung là cây nó sẽ hơi lỗi. Em cũng chia đều rồi. 4 này, 5 này. Cây đẹp thì ít cây mà cây nó hơi kém một tí, nhưng nó to cây thì nó sẽ nhiều cây. Đấy. Các bác chú ý xem cho em không về này. Ô mẹ. Mã M29 7 cây 290.000 này. Ngày nào video em cũng nói thế mà về vẫn một số bác như Quảng Nam, Đà Nẵng là các bác vẫn ô mẹ khổ thân em quá. 2 này. 3 này. Cái mã này cây nó hơi bị nổ như này, đâm ra cho nên là em mới xếp cây to mà rất là nhiều cây luôn. Đấy, lá nó sẽ hơi bị vậy. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 cây nhá. M29 một đống to tướng. M30 cũng 7 cây 290.000. 1 này, cây to nhá. Nó trung bình nó từ 3 cặp lá trở lên. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. Mã M31 8 cây 290.000. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6. 7. 8. Tiếp đến là một mã M32 6 cây 290.000. 1 này. 2 này. Mã này ma mít nhưng mà lá nó lỗi, đâm ra chị em cho vào nhá. 3 này. 4 này, cây này to quá. 5 này. 6 cây. Mã này mã mít lỗi nhá. 6 cây 290.000. Em vừa lên một số cái mã hàng Đai Châu Thái Thanh Lý. Thế sau đây sao em sẽ tiếp tục lên một cái hàng thuần giá cực kỳ yêu ở tại vườn nhà em đây. Em vừa cập bến được một cái lô nhạn VIP. Hàng này hàng Thái nha các bác nhá. Hàng này em bao đẹp, bao lỗi lá cho các bác. Hàng này hàng trồng thuần rồi. Trồng ở trên bảng gỗ. Về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Đây, em cho các bác xem này. Đẹp lắm. Yêu cực kỳ luôn. Đấy. Em cho các bác xem mặt hoa này. Nói về cái dòng nhạn Thái này thì hoa nó sẽ nở rải rác từ tháng 6 cho đến tháng 10 dương lịch. Và hoa nó cực kỳ là thơm. Đây, hàng em trồng thuần trên bảng gỗ rồi các bác nhá. Các bác nhìn này. Đấy, bảng gỗ có móc treo sẵn rồi, về các bác chỉ việc treo thôi. Trung bình một bảng nó từ 7-8 cặp lá trở lên. Hàng em bao đẹp, bao lỗi lá cho các bác. Giá em chia sẻ đến các bác giá là 190.000 một bảng. Và giá trên chưa bao gồm phí ship và em ship từ hai bảng trở lên. Trong trường hợp các bác mua ghép đơn thì em mới ship một bảng nha các bác nhá. Tại vì là vì sao mà em không ship một bảng? Vì là nhà em bán giá quá rẻ rồi. Em ship như một bảng là em không có công. Em lại còn bị lỗ nữa. Cho nên là các bác chú ý cho em nhá. Đấy, 190.000 một bảng và em ship từ hai bảng trở lên. Các bác nhìn này. Siêu đáng yêu luôn. Đấy. Trung bình nó cây 7-8 cặp lá nhá. Đấy, em cứ nó sẽ có thể hơn, nhưng em chỉ nói vậy thôi. Và thi thoảng nó có cây đẻ con, nhưng em để cho ưu tiên cho các bác nào mua nhiều thì em sẽ nhặt cây đẻ con cho các bác. Đây này. Đấy. Hoặc là các bác nào mà mua cây đẻ con thì giá tiền nó sẽ hơn nhá, chứ không thể là cây to mà lại bằng giá tiền cây bình thường được nhá. Các bác chú ý cho em.
Và đây là một cái dòng hoa hải yến nha các bác nhá. Đấy. Hàng này hoa nó sẽ ra quanh năm hết đợt này đến đợt khác. Và hoa nó cực kỳ là thơm luôn. Rồi dòng hoa thơm nổi tiếng luôn các bác nhá. Đây này, cuống cây nào, chậu nào cũng có cuống hoa cũ rồi. Trên một chậu nó sẽ trung bình nó có từ 2 cây trở lên nhá. Nó có sẽ thể có nhiều hơn. 2 cây thì nó sẽ bé, mà nhiều cây thì nó sẽ nhỏ. Nhưng mà em sẽ bán theo cái sơ di là từ 2 cây, từ 2, một chậu từ 2 cây trở lên nhá. Em cho các bác xem qua mặt hoa này. Nó sẽ có một mặt hoa như là màu xanh này. Đấy, và màu tím này. Em cứ gọi như vậy. Đấy. Hoa thì siêu thơm luôn. Bảo hành hoa thơm. Như các bác nào mua nhà em những năm trước thì biết rồi đấy. Hoa siêu thơm luôn. Thơm lắm ấy. Một chậu như thế này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Và em ship từ 2 chậu trở lên. Đấy, em ship từ 2 chậu này trở lên. Chậu thuần rồi có móc treo sẵn rồi nhá. Về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Bác nào mình có thể mua ghép đơn thì em sẽ ship một chậu nhá. Còn không là bình thường là em ship từ 2 chậu trở lên. Hàng em bán rẻ lắm rồi cho nên là em không ship một chậu nha các bác nhá. Giá nó quá là ok rồi. Hàng này về thì các bác chỉ chăm sóc bình thường thôi. Một tuần đến 10 ngày. Các bác cho em ăn cái phân bón lá và B1 nhá. Đấy, siêu yêu luôn. Em giới thiệu tiếp các bác một mặt hàng nữa là đai châu Thái nhá. Đai châu Thái, hàng này nó chỉ có 2 mặt hoa thôi. Một mặt hoa là trắng lưỡi đỏ và một mặt hoa là trắng lưỡi tím nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Đây là mặt hoa trắng lưỡi tím nhá. Trắng ở đây là 5 cánh trắng nhá các bác nhá. Đấy, chứ không phải là nó đốm đốm đâu. 5 cánh trắng lưỡi đỏ và 5 cánh trắng lưỡi tím nhá. Đấy, tha hồ nhá, mênh mông cho các bác lựa chọn. Hàng này em sẽ giới thiệu, chia sẻ với các bác giá là 250.000 một chậu như thế này. Đây là mặt hoa là trắng lưỡi đỏ nhá. 250.000 một chậu này. Nó trung bình nó có từ đôi 4, 5 cặp lá trở lên nhá. Hàng lá mít nhá. Và đây là 5 cánh trắng lưỡi tím đây. Đấy. Em để đồng giá cho các bác là 250.000 một chậu. Hàng này nó hoa nó chỉ ra 1 năm một lần thôi. Hoa nó ra vào chuẩn Tết nha các bác nhá. Mênh mông cho các bác lựa chọn này. Giá siêu yêu thương luôn. Các bác mua 2 chậu trở lên em sẽ bao ship nhá. Đấy. Mênh mông luôn. Hàng lá mít, lá xếp mít nhá các bác nhá. Đấy. Mít mịn mịt luôn này. Em chia sẻ đến các bác một mặt hàng nữa, đó là mặt hàng kiếm đỏ Mỹ nhá. Rồi. Một số cây nó đang ra hoa béo bói rồi đây các bác nhìn này. Đấy. Hoa siêu thơm luôn các bác nhá. Cần bông cực kỳ là dài. Đấy. Khi nó ra hoa nó sẽ ra hoa ở những cái nhánh cái đẻ cây ở đẻ hoa ở những cái gốc cây này nhá. Ở bên cạnh lá đây, ở bên cạnh gốc đây này. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Nó đẻ xuyên từ trong ra nhá. Một số cây nhà em nó đã ra hoa bói rồi đấy các bác nhìn này. Đấy. Đấy. Cây nào nó cũng ra bói mấy vòi rồi. Và em sẽ chia sẻ đến các bác những cái cây là nó đang sưng nụ thôi. Còn những cái cây đang có nụ có hoa này thì em để em làm mẫu nhá. Về các bác này. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác nào mua một chậu thì giá nó là 200.000. Khi các bác mua 2 chậu giá nó chỉ còn là 380.000 và em bao ship nhá. Đấy các bác nhìn này, nụ này, cây nào nụ cũng chi chít ra chi chít nhá, nụ đấy, nụ này ở trong cái kẽ lá này này, à cái trong kẽ gốc cây này. Đấy, khi cái hàng này về thì các bác sẽ cắt cho em cái chậu nhựa này ra và các bác cắt cho em hết những cái rễ khô đi. Các bác lấy cho em cái que, các bác chọc vào cái thân cái rễ cây này này. Cứ chọc vào đây thì nó tức thì nó sẽ ra lẩy ra rất là nhiều hoa. Đấy là kinh nghiệm của vườn em. Cây này nó chiều dài cực kỳ là dài luôn. Cho nên là em đóng bao ship cho các bác là cái thùng hàng này em rất là thiệt rồi. Các bác mua một cây thì các bác sẽ vui lòng 230.000 cả tiền ship cho em nhá. Còn các bác mua 2 cây em sẽ giảm giá và em bao ship.
Đấy. Mặt hoa đây các bác ơi. Siêu đẹp luôn. Kiếm đỏ Mỹ nhá. Đấy. Quay nó hơi tối một chút.